Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trường quay S10 Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên đã diễn ra chương trình bán kết 1, bán kết 2 game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn mùa thứ tư năm 2024. Chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và VNPT Hưng Yên tổ chức. Với những phần thi sôi động gay cấn, ban tổ chức đã lựa chọn ra hai đội xuất sắc nhất tiếp tục vào vòng chung kết Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn năm 2024. Ngay từ sáng sớm, các đội chơi đã có mặt tại địa điểm ghi hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên để chuẩn bị đạo cụ sẵn sàng cho phần thi bán kết của mình. Đây là 6 trong số 12 đội chơi xuất sắc nhất vào vòng bán kết, trải qua 12 số vòng bảng, được lựa chọn từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bố mẹ em đã gọi em từ rất là sớm và lấy lại tinh thần và cổ vũ cho con, bảo là con cố gắng lên để được vào vòng chung kết. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, nhưng mà khi đến đây thì trước cái sự rộng lớn của sân khấu và khi nhìn thấy các bạn ở đội tuyển khác, cháu cảm thấy rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì chúng cháu cũng sẽ cố gắng để giành được giải nhất. Đến được với cả cuộc thi bán kết đã là một thành công rất lớn đối với cả trường trung học cơ sở Tân Tiến. Và chúng tôi thì luôn cổ vũ động viên các con là thi đấu hết mình đấy, để vượt qua chính bản thân mình. Đấy là chiến thắng mà chúng tôi cần nhất từ các con. Game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn là một sân chơi truyền hình dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, được tổ chức từ năm 2020. Và hôm nay là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại trường quay mới, trường quay S10 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thì Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên đã đầu tư công trình trường quay đa năng và các hạng mục phụ trợ. Mặc dù công trình đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng ban giám đốc quyết định là đưa chương trình vào trường quay mới để tổ chức. Các bộ phận chuyên môn trong đài đã rất tích cực để lắp đặt các trang thiết bị cũng như là các cái phần phụ trợ để chương trình tổ chức được tốt nhất trong một không gian rộng hơn, đẹp hơn. Tham dự vòng thi bán kết, các đội tuyển sẽ phải trải qua 4 phần thi: Tài Năng Xứ Nhãn, Xứng Danh Đất Học, Giao Lưu Với Học Trò Xứ Nhãn và phần thi Sân Trường Sôi Động. Ở các phần thi này, các em học sinh sẽ được thể hiện năng khiếu, trả lời những câu hỏi về tự nhiên, xã hội trong chương trình học và nội dung liên quan đến đất và người Hưng Yên. Cùng với đó, các em còn được tham gia giao lưu, tham dự hai trò chơi có tính chất đối kháng, được tổ chức ngay tại sân khấu. Do được chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội tuyển đều thể hiện các phần thi hết sức tự tin, sôi động và hấp dẫn. Các em rất là khí thế, phấn khởi, chuẩn bị rất là chu đáo, tác phong sân khấu linh hoạt và rất là tươi vui. Và cái phần thể hiện của các em cũng rất tốt. Rất mừng Đài Truyền hình Hưng Yên đã có một sự đổi mới, có một cái trường quay này rất là hiện đại và theo kịp với thời đại. Khi mà các cháu đã vào đây, các cháu thấy hào hứng lắm. Sau khi trải qua các phần thi hết sức gay cấn nhưng không kém phần sôi động của tất cả các đội chơi, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kim Động và trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Phượng, huyện Tiên Lữ đã xuất sắc vượt qua các đội chơi, tiếp tục được lựa chọn vào vòng thi chung kết game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn năm 2024. Dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới. Em bây giờ là đang rất vui, phấn khởi ạ, vì đã được đạt được giải nhất trong cuộc thi bán kết lần này ạ. Và em cũng mong muốn là vào vòng chung kết thì em sẽ còn nỗ lực hơn nữa và đạt được giải cao, mang vinh quang về cho trường ạ. Chúng em đã học hành, luyện tập rất là chăm chỉ. Khi vào thi đấu thì chúng ta cần phải bình tĩnh, tự tin, bấm chuông nhanh và đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sau gần 4 mùa giải, chương trình đã tạo dấu ấn tốt với khán thính giả, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh. Đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của ban tổ chức, các đơn vị liên quan, chương trình còn nhận được sự đồng hành, tài trợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khu công nghiệp Thăng Long 2, Vietcombank chi nhánh Phú Hiến, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Phương Việt, Bảo Việt Hưng Yên.